dung dịch vệ sinh phụ nữ Laco làm sạch cực kỳ dịu nhẹ với chiết xuất thành phần chính từ lá trầu không và nha đam. Nếu lá trầu không được coi là kháng sinh tự nhiên, giúp kháng viêm, kháng nấm, thì nha đam được coi là thần dược, giúp tăng độ đàn hồi cho làn da. Độ pH của dung dịch vệ sinh phụ nữ Laco là 4,7, đạt mức lý tưởng nhất cho dòng sản phẩm chăm sóc vùng da nhạy cảm. Các chị em không còn lo lắng bị khô rát nữa nhé. Chưa hết, nếu bạn là người yêu thích những sản phẩm thiên nhiên ăn lành và đang tìm kiếm hương thơm hấp dẫn nhưng thực sự tinh tế, thì tinh dầu hoa sen sẽ là lựa chọn mà bạn không thể bỏ qua. Chăm sóc nhiều hơn để yêu thương nhiều hơn nhé. Thật tuyệt khi được chăm sóc toàn diện, giúp ta thêm tự tin và hạnh phúc mỗi ngày. Dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương tươi mới với thành phần muối, thảo dược được tăng cường chiết xuất sâu tằm, collagen và vitamin B3 giúp dưỡng da, giảm tác động của lão hóa, cho da sáng sạch, mềm mại, tươi mới hơn. Dạ Hương, thành phần tự nhiên, an toàn, cải tiến tối ưu, tăng cường dưỡng da để chăm sóc phụ nữ ngày càng tốt hơn. Dạ Hương, cho phụ nữ thêm khỏe mạnh, tự tin và hấp dẫn. Mình vừa biết một bí quyết rất hay nè. Hả? Gì vậy bồ? Bồ có biết mất cân bằng hệ vi sinh vùng kín sẽ làm giảm lớp bảo vệ tự nhiên? Hả? Gây mùi khó chịu và cảm giác khô ngứa. Ôi, vậy bồ có bí quyết gì không? Hãy dùng sản phẩm vệ sinh phụ nữ hàng ngày Betadine, được bổ sung prebiotics hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn có lợi, tăng cường khả năng bảo vệ tự nhiên vùng nhạy cảm. Vậy khi bồ nghĩ đến chăm sóc vùng nhạy cảm, hãy nghĩ đến prebiotics, sản phẩm vệ sinh phụ nữ hàng ngày Betadine. Bắt đầu ngày mới tươi tắn ngay cả vùng nhạy cảm. Bí quyết của mình là dùng Lactacid cây dài tươi mát mới với công thức thảo dược từ lá trầu không và hoa hồng, giúp bảo vệ, ngăn mùi ở vùng nhạy cảm suốt 24 giờ. Giờ thì mình hoàn toàn tự tin, thoải mái và tươi tắn suốt cả ngày. Hãy thử Lactacid ngày dài tươi mát mới, tươi mát suốt 24 giờ.